Cuộc chiến mua lại Family Dollar giữa Dollar General và Dollar Tree dường như ngày càng gay cấn khi Dollar General vừa tuyên bố sẽ chi nhiều tiền hơn cho thương vụ này. Dollar General, kẻ phá bỉnh thương vụ giữa Family Dollar và Dollar Tree, dường như đang rất quyết tâm giành được chiến thắng trong thương vụ này. Mới đây, chuỗi cửa hàng bán lẻ lớn nhất nhì nước Mỹ vừa nâng mức đề nghị của mình lên 9,1 tỷ đô la Mỹ từ 8,95 tỷ đưa ra trước đó. Nhằm tránh những rủi ro có thể khiến thỏa thuận thất bại, Dollar General cho biết hãng đã sẵn sàng đóng cửa bớt 1.500 cửa hàng, tăng gấp đôi so với con số dự kiến trước đây là 700 cửa hàng. Không những vậy, Dollar General cũng đồng ý trả thêm 500 triệu đô la Mỹ tiền đền bù trong trường hợp các nhà quản lý gây trở ngại cho thương vụ với lý do chống cạnh tranh. Theo ý kiến chuyên gia, có lẽ hội đồng quản trị FDO sẽ không dễ dàng đồng ý nếu Dollar General chi nhiều tiền hơn trong thương vụ này và sẵn sàng dẹp bỏ nhiều cửa hàng hơn. Theo chuyên gia Sally Grom tại Standard Age, Dollar General sẽ thắng thương vụ này dù chưa biết trước tiếp theo sẽ như thế nào. Các nhà đầu tư cho rằng bước tiếp theo sẽ là một mức đề nghị hấp dẫn hơn. Nhờ vào diễn biến mới của thương vụ này mà cổ phiếu của cả ba đều đã tăng.